Xin được kính chào quý vị cùng các chị đang xem lịch âm dương của tháng 8 năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Thị, năm con rắn. Những người sinh vào năm 2025 thì cần tin con rắn. Đối với tháng 8 có 31 ngày, trong đó có một số ngày quan trọng được nhiều người quan tâm. Ngày đầu tiên là ngày 8 tháng 8 dương lịch, âm lịch vào ngày 15 tháng 6. Ngày 15 tháng 6 dư, 7 tháng 6 là tháng nhuận. Ngày thứ hai là ngày 19 tháng 8. Ngày 19 tháng 8 là ngày cách mạng tháng 8 thành công và cũng là ngày công an nhân dân. Ngày thứ ba là ngày 23 tháng 8 dương lịch, âm lịch vào ngày 1 tháng 7. Ngày 1 tháng 7 là ngày đầu tiên của tháng 7 âm. Năm 2025, nếu tính theo lịch dương sẽ có 12 tháng, nếu tính theo lịch âm sẽ có 13 tháng. Bởi năm 2025 là năm nhuận, có 2 tháng 6. Tháng 8 là vào thời điểm giữa mùa hè, thời tiết đang rất nóng và nắng. Thường thì nắng và nóng vào ban ngày, chiều và tối sẽ hay có các cơn dông và có sấm chớp. Mọi người nên hạn chế ra ngoài nếu trời mưa dông và nên ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe để đảm bảo sức khỏe vào mùa hè, uống đủ nước. Lịch dương của tháng 8 nếu tính theo ngày âm sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2025. Những ngày có dấu sao màu đỏ trên màn hình là ngày hoàng đạo. Nếu quý vị quan tâm đến ngày tốt ngày xấu, tham khảo một số ngày tốt. Ngày tốt của tháng 8 gồm ngày 2, ngày 4, ngày 9, ngày 10, ngày 14, ngày 16, ngày 21, ngày 22, ngày 23, ngày 24 và ngày 28. Ngày xấu của tháng 8 gồm ngày 3, ngày 6, ngày 8, ngày 12, ngày 15, ngày 18, ngày 20, ngày 26 và ngày 29. Chi tiết một số ngày lễ quan trọng trong tháng 8 năm 2025. Pháo thứ 6 ngày 1 tháng 8 năm 2025 là ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, âm lịch là ngày 8 tháng 6. Ngày 1 tháng 8 năm 2025 là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng, lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Pháo thứ 6 ngày 8 tháng 8 là ngày Đức Phật kiến Pháp Luân, âm lịch là ngày 15 tháng 6. Vào thứ 6 ngày 8 tháng 8 cũng là ngày rằm của tháng 6 âm lịch là ngày 15 tháng 6. Vào thứ 3 ngày 12 tháng 8 là ngày Vía Đức Quan Thế Âm thành đạo, âm lịch là ngày 19 tháng 6. Vào thứ 3 ngày 19 tháng 8 là ngày cách mạng tháng 8 thành công và cũng là ngày công an nhân dân, âm lịch là ngày 26 tháng 6. Cách mạng tháng 8 ngày 19 tháng 8 năm 1945 là cuộc cách mạng thắng lợi của Việt binh với quân Pháp, Nhật Bản và chính phủ đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại phê chuẩn. Vào thứ bảy ngày 23 tháng 8 là ngày 1 tháng 7 âm lịch. Ngày 1 tháng 7 âm lịch là ngày đầu tiên của tháng 7 âm. Vào thứ bảy ngày 23 tháng 8 là ngày 1 tháng 7 âm lịch. Ngày 1 tháng 7 âm lịch là ngày đầu tiên của tháng 7 âm. Vào thứ sáu ngày 29 tháng 8 là ngày lễ thất tịch, âm lịch là ngày 7 tháng 7. Quý vị cùng các anh chị vừa xem xong lịch âm dương và những ngày lễ, ngày tốt ngày xấu của tháng 8 năm 2025. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với quý vị. Xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.